nói tài đoạn không biết ai vậy? Mấy người liếu nghệ vậy thôi. Chạm thôi. Cái chủ yếu là khiến người xem chóng mặt đó nè. Chạm thôi. Mua ạc 9.000 đồng hên xui chỉ có tại shop lq.net. Xin chào các bạn, thì hôm nay á, thì team mình sẽ làm âm gà gán khổng lồ. Thì 15kg, khỏi chắc khoảng 60 cái đùi gà. Hồi nãy em điếm có 5 cái à. Thì lớn thôi. Trong thời gian các bạn kia đi học thì bây giờ tụi mình sẽ luộc đùi gà trước. Ok, bây giờ mình sẽ để vào luộc thôi nha các bạn. Mà anh hỏi ai biết đâu đến nãy giờ điểm hai lần nhưng mình nó ra tàu ao. Bây giờ gà mình đã nấu cho nó chín rồi nha bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra và chuẩn bị tẩm bột. Bây giờ mình và chị Hư Ca sẽ vớt ra nha. Ok các bạn, sau vài tiếng đồng hồ mình tụi mình luộc xong gà thì bây giờ là tụi mình sẽ dùng gà ướp bột nha bạn. Đó thì bây giờ tụi mình đã chuẩn bị trên cả 20 bọc bột Asiwit chiên gà giòn nha. Asiwit chiên giòn ngay. Ok, bây giờ mà tụi mình sẽ xé bột để ra đây trước, xong rồi tụi mình sẽ lấy gà để lên rồi đổ thêm một lớp bột nữa, tụi mình sẽ lăn tới lăn lui cho nó đều nha. Hành gà lăn, gà lăn rồi đổ vô. Gà lăn nha bạn. Bột rất là ít nha các bạn, nên cho mình phải chuẩn bị hơn cả 20 bọc bột luôn. Con bột có một hành lê mì. Chưa không phải thầy. Có một hành lê mì các bạn. Ngon. Rồi cho gà vô. Cho gà vô đêm mì. Đây đem tắm gà cho. Tắm gà cho, đem tắm đùi gà cho. Đây. Tắm đùi gà nha các bạn. Rồi cho gà vô rồi không bắt thêm. Cả thôi. Lần. Gà lăn. Gà lăn mới chiên nha các bạn. Rửa tay cho mình kia không em? Rửa rồi ông ơi. Đó, hậu sẽ dùng tay bóp bóp cái đùi gà nha các bạn. Đùi gà nhìn rất là hẹn các bạn, giờ tôi cầm lên cạp khỏi chiên. Giờ bột ít quá mình sẽ để thêm bột nha các bạn. Hả? Rồi để vô hậu. Dạ, sẽ để vô chiên nha các bạn. Rồi. Rất tươi rồi. Nhẹ thôi, đưa, nhẹ thôi. Đưa cái này. Đưa. Thả vô luôn hả? Thả vô. Thả vô. Đó giờ hậu sẽ chăng, hậu sẽ dùng cái đó nha các bạn. Chiên lưu đạn. Rất là sôi luôn nha các bạn. Chiên lưu đạn các bạn. Thêm một cái nha. Để gà đi. Đỡ gà, để gà vô thêm đi. Đó mình sẽ cứ làm tiếp vậy các bạn. Nó rất là sôi luôn các bạn ơi. Thank you.
Ok, giờ đợi gà chiên xong thì anh em mình sẽ chơi vài ván liên quân nha. Sẵn này có máy mới anh em, nên test thử trên máy luôn coi nó có lát không nữa. Ê, bữa hôm mình mua cái hạt VIP đó ở đâu ạ? À, trên shop game 369 nè, có gì đâu. Mua giùm tao một cái đi. Tao không có mua nha, tao quay. Hên xui ơi, nếu mà được hạt VIP thì lấy, không hạt xui đừng có bắt tao đền tiền nha. Tao nói rồi đó. Ok. Rồi, gắn chịu nha con. Để tao niệm Phật à. Đây. Ok, tao quay thử nha mày xem. Hạt không có tao nhầm này đúng ta. Ừ, được, tao không có tao. Để trên đây nè. Đó. Tiền tao có rồi đó. Chơi luôn mày. Nào cho mày chọn luôn á. Xui gắn chịu nha con. Đây. Con này đúng không? Ok. Vô hạt này nè, để xem mày. Ồ, tao thấy hạt này cũng VIP đó. Máy trái phụng trăm luôn kìa. 69 tướng, máy trái phụng trăm. Bắt cao hủ kìa mày. Ừ, máy chắc hơn tao đó bà, để tao vô coi nha. Đúng không ta? Để coi vô nha cuộc coi. Tướng nè, đúng không? Đó. Hả? Mày nói tôi liền kìa trời. Kìa. Máy trái phụng dữ mà, máy ta ra này ta ra gì ta máy. Kìa, bánh heo thằng sầu luôn kìa. À, mấy triệu dân này độn hơi bao nhiêu tiền không? Phải bao tiền? Liliana đi kìa. Lửa bố kìa trời. Hai ngủ ngủ không siêu việt bơi. Má. Đồ. Mấy nhà phụng này má hơn ta luôn mày. Đồ. Gây ta kìa. Omen này là. Omen luôn. Đồ. Omen này hình như là trong kia đúng không ta? Kho báu gì đó. Ờ. Omen trong kho báu gì á. Hạt này. Na đốc siêu việt luôn. Ê, bọn mày làm gì vậy? Xuống viên gà làm clip cho mọi người xem kìa. À. Nào đi. Thôi thôi giờ mình xuống chiên gà với mấy bạn đấy nha. Nếu mà các bạn mà có muốn mua hạt thì hãy vô shop game369.com nha. Dạ. Thôi giờ mình đi đây. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. You can't turn off. Like a merry-go-round. Phút á thì mới chín được, không cho nửa tiếng luôn. Thì mình chiên á thì mình rất là sợ dầu các bạn. Ở nhà mình chỉ có trứng bé xíu vậy thôi, mà mình phay né ra chừng 1 mét đi các bạn. Mình phải buộc thêm vài cái cây vô để khều khều trứng nha bạn. Khều xong cái lật chảo rớt luôn. Dạ mình sẽ giặt vì này nóng nữa, thời tiết nóng nực lắm. Thì đây là đợt chiên cuối cùng nha bạn, đó là mình người chiên cuối cùng luôn.
mình đã chiên xong. Đây, mấy bạn nhìn nè, rất là nhiều luôn nha. Quay lại này đi cháu ơi. Chạm thôi. Chủ yếu là khiến người xem chóng mặt đó nè. Chạm thôi. Gầy dư, chung cáo gì? Nhìn rất là đẹp mắt. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ hưởng thức và thưởng thức và phát công nghĩ có thấy ngon hay không. Vậy thì anh em mình sẽ bắt đầu ăn các bạn. Ăn đi. Ăn dứt một cái chứ rồi. Rồi giờ sao nè? Lấy cái nào giọng nhất mà ăn giọng nhất á. Mình ăn thử nha các bạn. Ăn thử luôn nha. Ăn thử luôn. Ăn thử cho ăn thử. Ăn xong nhả ra kêu thử anh em ơi. Từ khi mình nhai các bạn, mình cắn vô thì nó dính xương. Mình thấy rất là cứng nha bạn. Thì sau mình nhai vô á thì mình thấy rất là giòn, nó cũng hơi béo, mùi gà nữa. Chúng ngon các bạn. Thì bột á, bột thì mình chiên là ăn sandwich mà, là khỏi cần chấm ớt dân là nó có đủ đầy đủ gia vị trong đây rồi. Rất là ngon nha. Không ơi, vô ngồi, không ơi. Vô đây, có nữa. Thầy giáo xin chào nha. Thầy giáo xin chào cả nhà. Thầy giáo kêu là nghiện mà ngại đó nè. Đúng rồi ạ. Thầy thấy không? Không, đã cao hết ra đường này nè. Gà rất là ngon đó bạn. Không biết sao mình ăn được gà hết chua chua. Mà không biết. Anh ăn gà chua. Nó mới chua. Gà này gà công hay lông gì đó nha bạn. Gà công nghiệp á. Nói chung là gà. Gà này đồ nó bự lắm. À, đã hả. Đã bóp Pepsi ơi. Mấy bạn chú ý mà cái đồ bự bự là đồ gà mái mà. Đâu, sao không đâu. Gà nha. Đường dài cái này mà thầy không ăn. Giờ mà chắc ăn lia lịa luôn kìa. Ngại ngùng vậy em ơi. Ui. Ngon. Gà rất là giòn khôn các bạn. Gà gà gì chắc. Mà cắn vô cái này giòn. Có bờ. Cắn vô xong mà mày nhai vô đấy mình xèo. Bên ngoài rồi có áo một lớp bột mỏng. Áo luôn. Đúng rồi. Bây giờ người ta gọi là áo không? Dạ. Yeah. Tại vì nó bao quanh rồi. Nó nằm ở ngoài. Ăn gà thì mới biết ngọt nha bạn. Để có thể tiêu hóa. Để em chứ biết tại sao người ta gọi cái này là cà chua. Là chỉ biết tại sao người ta gọi cái này là cà chua. Chua. Hả? Sao biết cơ? Mình thấy là rồi ăn 10 cái rồi. Tiến. Tiến mới ăn 10 cái. Ăn cái giòn thôi. 10 cái thì mình thương. Thứ ớt đâu cắt bỏ luôn. Thứ ớt trên đầu kìa. Thịt gà bên trong nó vẫn còn ẩm ướt nha các bạn. Bên trong vẫn còn ẩm ướt nha. Rất là dài. Lấy lộn. Nó lấy rồi nè. Nhưng mẹ sống mà. Trời ơi trời. Mẹ sống mà ăn. Anh bảo kim con. Ơi trời đại ca. Xuống rồi 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 đại ca. Nước nước nước. Hello mấy bạn. Mình mới học về và mình vô đây để cùng ăn với mấy bạn. Mình cũng đây học gì. Mày ăn đây đâu cần nước đâu, nó là chỉ nha. Em bao tí. Ủa, nhớ là con cái mà sao giờ? Đây hai con xương chưa? Thì tình chơi đi, đang ớt kìa mẹ má. Để em qua bé mẹ, để mày đi. Ô
không hết giờ ta đang có hả? Để cái xô lên liền. Để cái xô lên. Tính là nãy giờ bệnh không rồi. Chén không. Nóng quanh đây luôn nè. Ba mấy cái hả ta? Dạ cái này cái 2. Anh ít chưa quý? Cái 2 à mạnh này. Anh thứ 7 hay thứ 8? Dạ còn có cái thứ 2 hả? Dạ. Sao ai anh ít chưa ta? Em vẫn còn cái thứ nhất. Trời anh ít. Sát? Em vẫn còn cái thứ 2. Ờ. Nói gì vậy? Điểm mấy cái tiên. Thứ 2 chứ mạnh. Mạnh chưa? 3 nè. Đổi bằng chứng. À, nói này như này nè. À, đây bằng chứng, bên kia rồi sao? Chơi một áo đi. Đi áo. Cái thứ hai anh này. Anh nhiều lên chứ, anh vì sao hết. Bo hồi nãy giờ thấy tập trung chuyên môn lắm, mấy cái không? Hai cái, cái này cái ok. Lên nữa đi. Vẫn còn là rất là rất rất nhiều nha em ơi. Chọc em có nguyên chai nước 5 lít 15 lít. Ừ. Hồ béo sao đây anh yếu rồi hồ béo. Ăn đẹp quá. Thì sau nửa tiếng thì tụi mình vẫn chưa ăn hết nha bạn. Thì tụi mình ăn là 55 cái trừ 12 cái còn 12 cái. Thì ok thì còn 12 cái nha bạn. Đó, tụi mình ăn giờ ngán chơi này nè. No. No hết. Thì mâm nuôi gà của tụi mình tới đây kết thúc. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, share để ủng hộ bọn mình. Nếu mấy bạn có ý tưởng gì thì hãy comment bên phía dưới để bọn mình biết nha. Trời đồ gà này lạ. Lạ. Rồi ok.